Xin chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một lô 6 con máy mài 2 đá của TIG. Trong đây nó sẽ thuộc dòng là TIG GT21. Chỉ có con này, thì nó là GT205A ha. Còn những con kia thì nó là GT21. Rồi em sẽ xây một dòng máy cho cả nhà xem hình dạng của mỗi máy ha. Đây. Tất cả các máy em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi ha, mình sử dụng thôi. Và trong 6 con máy này á, nó sẽ có là 2 con máy điện 200 trên 220V, còn 4 con máy là điện 100 trên 110V ha. Dạ rồi, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho ở nhà là 2 con máy điện 200 trên 220V, là 2 con này, và con này ha. Rồi em xin đọc thông số của con điện 200 trên 220V. Đây là con máy mài 2 đá của Hitachi Koki Hagamaki, có model là GT21. Đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên zin của nó là 3 pha 200V. Nhưng em đã lắp trụ vào để sử dụng điện 1 pha 220V sử dụng gia đình ha. Đó, hai con này. Rồi nếu mà cả nhà muốn sử dụng theo hiệu suất cao, sử dụng như nhà xưởng làm việc theo ca từ mấy tiếng á, thì cả nhà sẽ háo tụ ra để sử dụng điện chim của nó là 3 pha 200. Máy sử dụng cỡ đá là 205 mm, có công suất máy là 590W. Được rồi, tổng cương nặng của máy thì nó sẽ gần 20kg, gần 20kg một con. Nó sẽ rơi vào những con này á, đó, nó làm 19kg ha, hai con này. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện trực tiếp 1 pha 220V. Rồi con đầu tiên ha. Pha 100 trên 110V.
em xin đọc thông số của con máy 13 dòng GT21. Đây là con máy mài hai đá của Hitachi, Koki, Nagamachi ha. Có model là GT21. Đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên zin là 100V. Công suất của máy là 620W. 620W là hơn con hai con này là 30W nha. Hai con này nó chỉ là 590 thôi. Còn những cái con mà GT này nó là 620. Và có dòng tua là 2970 trên 3560 GFM. Máy sử dụng cỡ đá là 2.5 nhân 19 nhân cho 15.88mm. Và tổng cân nặng của những con này nó cũng rơi vào tầm 19kg hơn nha. 19kg hơn một con máy. Được rồi, em báo cái tổng thể của máy là mỗi một máy á, nó có chiều dài là 46cm ha. Chiều rộng là 20 và chiều cao lên tới đây là 27cm. Cả cái máy đều mà
Đó, cái nhà để ý ha, cái dòng chớm đến giờ nó vẫn còn chạy nha. Được rồi, thì sau khi giới thiệu test máy xong rồi em cũng xin đọc lại và em báo giá lại ha. Thì đây là hai con đầu tiên, là hai con của PIT, có model là GT21. Nó là sử dụng là điện nguyên dinh, nó là 3 pha 200 nha, 3 pha 200. Nhưng cái nhà đã được em lắp tụ để sử dụng điện 1 pha 220V. Đó, thì sử dụng gia đình là ok nha. Còn nếu mà cái nhà muốn sử dụng nhà xưởng làm việc heo ca thì cái nhà sẽ tháo tụ ra để sử dụng điện dinh của nó là 3 pha 200. Máy có công suất là 590W. Thì vẫn có giá đồng giá là 3.500.000 đồng một máy cộng với phí vận chuyển. Đó, còn những cái con mà điện dinh 100-110V này, đó là bốn con này, thì em vẫn cho cả nhà là trả là 3.500.000 đồng một máy cộng với phí vận chuyển. Nếu chuyển khoản luôn thì bên em sẽ bao ship. Được rồi, cả nhà xem được con máy nào thì chốt con đó. Và cả nhà lưu ý ha, tất cả những con máy ở đây đều được lắp đá mới từ 98 đến 100%. Là cả nhà coi đá của nó ha, đều là đá của Nhật hết nha cả nhà. Và tình trạng là được em vệ sinh sạch sẽ như mới, rồi về là mình sử dụng thôi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem qua video.